Chị Bảy, chị Bảy sẽ vẫn áo bà ba đi thi vậy? Tại sao vậy? Dạ, con hát nhạc dân ca. Vậy à? Thế hôm nay cho Thành biết là tại sao lại có một bạn thí sinh hát nhạc dân ca vậy? Trong khi nhiều bạn này chọn nhạc nhạc trẻ hay là nhạc thiếu nhi rồi là một số những cái bài nhạc ngoại quốc, thì tại sao lại có một bạn chọn nhạc dân ca nhỉ? Tại con thích giai điệu êm đềm và ngọt ngào nên con quyết định chọn cái thể loại nhạc dân ca để con đi thi. Từ đầu là con đã thích dân ca rồi hay là có ai chỉ cho con cái nhạc này để con thích nó không? Dạ, cô con chỉ nhưng mà con cũng thích. À, cô con chỉ nhưng mà con cũng thích trước đó rồi. Nhưng mà cô con là người như thế nào với con mà lại chỉ nhạc cho con? Cô con hồi đó là ca sĩ nhưng bây giờ bị bệnh nên mắt bị mờ nên không có đi làm. Và cô có dạy con hát không? Dạ có. Chúc con may mắn nha. Cố lên. 10 tuổi mà đeo cặp mắt kiến vậy nè, trời đất ơi, bị cận phải không? Dạ. Vậy cận như vậy đó, nhưng mà mình hát có hay không? Dạ hay. Tụi quyết định là mình hát hay luôn. Tụi cứ tin như vậy là được rồi. Mong là con sẽ hát hay, diễn thì là tốt, để các huấn luyện viên sẽ chọn con thì nhiều nha. Dạ. Bây giờ tới lượt con biểu diễn chưa? 1 giây, chuẩn bị ra sân khấu thôi. Lắm nỗi